thống kê cho thấy có đến 80% người tham gia đầu tư chứng khoán bị thua lỗ. Nhiều người gần như mất trắng số tiền đã đầu tư vào thị trường này. Lý do là vì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất non trẻ. Hầu hết các nhà đầu tư tham gia thị trường chưa tiếp cận với kiến thức đầu tư một cách bài bản. Do đó, các quyết định mua hay bán cổ phiếu còn cảm tính và không có cơ sở. Chỉ với 20% nhà đầu tư còn lại trên thị trường kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc xây dựng được các nguyên tắc giao dịch có tính logic. Bạn có muốn mình nằm trong số 20% những nhà đầu tư thành công? Khóa học đầu tư chứng khoán theo phương pháp phân tích kỹ thuật, giảng viên Trần Quang Vinh sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán, xây dựng được hệ thống nguyên tắc giao dịch riêng. Nội dung của khóa học đề cập đến những kiến thức khá căn bản, dễ áp dụng nhưng lại có tính hiệu quả cao trong thực tiễn. Sau khóa học bạn sẽ hiểu được công thức tính các chỉ báo kỹ thuật, nắm được các đặc điểm, thành phần của các mẫu hình trong phân tích kỹ thuật, biết được cách áp dụng trong thực tiễn giao dịch của một số chỉ báo, mẫu hình đơn giản để thu được lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán. Bạn mong muốn kiếm được tiền nhanh trên thị trường chứng khoán, vậy thì bạn không thể bỏ qua khóa học tuyệt vời này.